cậu ở đâu thế? Tôi Phú Yên. Ôi, sao cậu nói giọng miền Nam hay thế? Muốn nhảy sống ở đây thì phải tập thôi. Anh vô đây lâu chưa? Tôi mới vào được vài tháng. Vậy thì cứ từ từ, người ta biết mùa Sài Gòn thôi à. Nhìn thấy ai về miền vắng dưới cơn mưa bút trắng, khoảnh khắc hai tay em ấp lên cuốn phim không màu. Dù vẫn cơn mưa lạnh tanh, dù vẫn đêm đơn về nhanh. Sài Gòn hả? Sài Gòn chỉ kiếm tiền mà, sao mày ghét nó được? Hôm qua cái gì tốt quá thì sẽ không thuộc về mình. Nhưng mà Vũ thì khác, mày có linh cảm Vũ sẽ thành công đó. Mà theo mày, người thành công là người giàu có hay là người hạnh phúc?